Ngày cuối tuần, những thông tin nổi bật nào được các báo đăng tải? Mời quý vị cùng cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra tại Hà Nội, nhiều dự thảo luật được đưa ra thảo luận lấy ý kiến. Đáng chú ý, có luật nhà ở sửa đổi, trong đó quy định về thời hạn sở hữu chung cư không chỉ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến, mà đây cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Vấn đề thời sự này đã được báo Sài Gòn Giải Phóng phân tích sâu trong bài viết An cư lạc nghiệp với chung cư. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phân tích kỹ các luồng ý kiến cũng như những ưu điểm hạn chế của việc quy định có thời hạn hay không có thời hạn trong sở hữu chung cư. Ngay cả giải pháp trung dung không đưa ra thời hạn cứng cũng được đưa ra. Căn cứ các luồng ý kiến của dư luận, tác giả bài viết nêu quan điểm, việc không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư là phù hợp bởi người dân thực sự an cư thì mới có thể lạc nghiệp được. Lâu nay chúng ta thường nghe nhắc tới khái niệm về nền hành chính phục vụ. Song cụ thể hóa khái niệm này và thực hiện là cả một quá trình cần sự chuyển biến của toàn bộ bộ máy công quyền. Trong bài viết Cạnh tranh trong công vụ, báo Người Lao Động nêu rõ, tốc độ phát triển kinh tế, nhu cầu của xã hội ngày càng cao, đòi hỏi bộ máy hành chính phục vụ phải thay đổi nếu không muốn bị đào thải. Thực tế hiện nay cũng cho thấy từ trung ương đến từng địa phương đã tạo cơ chế cạnh tranh sòng phẳng qua việc tổ chức thi tuyển công chức, thi tuyển cả vị trí quản lý lãnh đạo. Đặc biệt là cả nước đã và đang thực hiện việc tuyển dụng nhân tài vào hầu như tất cả cơ quan nhà nước. Phóng viên báo Người Lao Động cho rằng, đã bước vào nền hành chính phục vụ thì phải lấy mức độ hài lòng tín nhiệm của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Ngay trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn cũng được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, kết quả bỏ phiếu đã phần nào phản ánh hiệu quả công việc của từng vị trí đảm nhiệm. Tác giả bài viết cũng nhấn mạnh quan điểm, các nền hành chính hối hả làm việc, hối hả cải cách thì tất nhiên sẽ không để những người thờ ơ, kém tiến bộ, làm trì trệ. Một cỗ máy tiên tiến cũng cần phải kịp thời thay thế những bánh răng cũ mòn, hư hỏng để mang lại hiệu quả công việc cao nhất. Thưa quý vị, câu chuyện gần như là của những năm 1980 tưởng đã đi vào dĩ vãng, nhưng nay vẫn hiện hữu tại Hà Nội. Đó là việc người dân nhiều khu chung cư phải xếp hàng lấy từng thùng nước. Nước thiếu đến độ, người dân phải nhịn tắm, nhịn đi vệ sinh. Bài viết Thiếu nước như thời bao cấp trên báo VN Express phản ánh, tình trạng này không chỉ diễn ra duy nhất tại Hà Nội, mà ngay ở nhiều đô thị lớn nhỏ trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũng đối mặt với vấn đề thiếu nước sinh hoạt đạt chuẩn cho người dân. Nhiều nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt đạt chuẩn được báo VN Express chỉ ra như là thiếu nguồn lực đầu tư cho sản xuất và cung cấp nước sạch, suy giảm nguồn khai thác nước ngầm, chậm tiến độ đầu tư hạ tầng cấp nước sạch. Nhưng một trong những nguyên nhân gốc rễ là vấn đề quản lý cấp phép xây dựng theo quy hoạch phát triển đô thị. Theo bài viết, kinh nghiệm của thế giới đã cho thấy tầm quan trọng của quy hoạch chung, sự thiết yếu của việc tôn trọng tính đồng bộ trong quản lý đô thị và giá trị của quá trình giám sát, thực thi quy chuẩn. Nếu các quy hoạch được đề ra, các tiêu chuẩn được xây dựng đều có thể bị phá vỡ và xâm phạm, những hệ quả trầm trọng của nó sẽ khiến đô thị bước đi giật lùi. Số tiền 110 tỷ đồng do các tổ chức cá nhân giúp nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người chết hiện vẫn chưa được thành phố phân bổ cho người nhà, gia đình các nạn nhân. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi tại sao việc phân bổ lại chưa được thực hiện dù sự việc đau lòng trên đã xảy ra gần 2 tháng. Câu hỏi vì sao 110 tỷ giúp nạn nhân vụ cháy chung cư mini vẫn chưa được phân bổ cũng là tựa đề bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, bà Trần Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nơi xảy ra vụ cháy cho biết, việc vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy được thực hiện đúng quy định, tức thời gian tiếp nhận ủng hộ không quá 60 ngày. Như vậy, thời gian tối đa kết thúc quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy sẽ vào ngày 15 tháng 11 năm 2023. Nhưng hiện thành phố, quận và phường Khương Đình đã ra thông báo dừng nhận tiền ủng hộ từ ngày 16 tháng 10. Bà Linh lý giải thêm, sau khi dừng nhận ủng hộ, theo quy định thì 20 ngày tiếp theo lên phương án hỗ trợ cho các nạn nhân. Đến nay đã qua 10 ngày, còn 10 ngày nữa mới đến hạn. Nhưng hiện quận Thanh Xuân đã xong phương án hỗ trợ và trình các ngành thành phố phê duyệt.